hành vi mang giác cồng cành khi tham gia giao thông là hết sức nguy hiểm. Nó có thể gây hỏng hóc đồ đạc, nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Mới đây, cư dân mạng xôn xao về câu chuyện, hai người đàn ông đi xe máy còn giác theo một chiếc tivi màn hình cả lớn. Trong khi người đàn ông phía trước điều khiển xe máy, thì người phía sau ôm chiếc tivi to một cách chế giới, giới. Tuy nhiên khi đến đoạn rẽ, có vẻ như xe bị trơn trượt nên bị ngã. Hậu quả là người phía sau và tivi rơi xuống đường. Chiếc tivi sau đó bị dập hẳn một bên. Cư dân mạng cho rằng chắc chắn hư hỏng hoàn toàn. Đây là bài học cho mọi người trong việc mang giác công cành khi đi xe máy. Nó có thể gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người.